Gì vậy? Ê, hôm nay có đi giặt đấy. Đúng rồi. Rồi. Em không bắt được con chuột chù đâu, nó như con chuột cống ấy. Chuột chù to như chuột cống mày. Em đánh chỉ bách cho con này quái này. Chuột chù gì mà to như chuột cống mày, biết con chuột chù không? Nó chuột chù này. Con chuột chù nó con lông dài đấy. Nó rụp rụp với con gì? Nó to bằng con chuột cống mà to hơn đấy. Chuột gì mà to chuột cống? Cái cống ở đây làm gì có, thì cũng ngoài đường có gì. Nhưng mà nó vào nó ăn đấy. Ừ, chả lại chuột hồi rồi rác ra thì không, đẹp lắm. Nó còn chẳng có đuôi thôi, chuột hiếm này. Thịt chuột đó. Bà em là chuột chù. Chuột chù á? Chà cái gì chuột chù? Chỉ mồm nó chù chù mà. Đi xuống đi. Mồm nó chè. Xuống dưới xuống, à xuống nó có sữa. Uống sữa gì đấy? À, Sunrise. Được. Thôi. Giả đây. Hôm nay cứ nhắm. Đưa đi. Nốt gì? Tao vừa pha đây. Mày uống không? Tao pha mà thôi tí nữa. Em uống. Không, tao phải uống canxi rồi phải uống. Cái này uống canxi à? Bổ sung canxi để tao leo đi. Tao nào anh leo quên như khỉ. Ơi, làm gì đấy? Không làm gì, tao không đi nốt lợn gì. Về nốt lợn nó to lắm. Hả? Nó to. Đi, uống cái đồng. Em lai rồi, anh lấy em lai rồi. Đấy, anh coi đi. Ê. Không cần ổn. Hả? Lai đi anh. Mày lai đi. Mày lai đi, tao đạp được sau rốt thế nhỉ? Anh đạp em chịu. À. Ơi. Ôi, ông Tân. Ui, con gì đấy? Con chết quèo ra à? Nó ngỏm mất rồi. Con gì đấy? Con chuột chù à. Nó ngỏm cái tỏi. Cái đuôi nó sao ngắn cứng này? Con này chân nhanh ấy nhỉ? Ôi! Ui! Mày bắt ở đâu? Mày bắt con này ở đâu? Thì bụi tre ấy. Nhưng mình bẫy chuột. Ôi! Ui ui! Lúc hôm qua vừa con này còn dúi. Vừa đầu nó bị kẹo tí đầu ở đây này, xong rồi em cầm cây cũng đỡ đỡ. Để đỡ nó thụt đầu lại này. Con này còn dúi. Con dúi là con gì? Con này hiếm. Hả? Mày bắt đâu? Đi, dắt ra đấy. Ở dưới bụi tre. Mà thôi, con... Ơ, nhưng mà con dúi là con gì? Con này... Ấy! Con dúi là con dúi. Con dúi gì? Dúi gì? Tao biết nó dúi gì? Thế nó dúi đâu? Nó dúi vào mồm mày. Tao biết nó dúi ở đâu. Con này ui, không... đầu nó nhìn như sư tử vậy. Con này không lấy được đâu, con này bỏ. Con này không lấy được, con này phải bỏ cho chó thôi. Em bỏ cho chó. Bỏ cho chó. Có gì? Thôi tao đem vứt ra nhá. Mày... À mày đánh ở đâu? Không, cái này để em thịt. Thịt cái gì? Thịt, tao về thịt cho chó thôi. Mày đánh ở đâu? Em đánh chỉ bụi tre. Đi, chỉ tao chỗ đấy. Đâu? Bên rồi. Kéo con đặt một cái lồng nữa ở bên kia kìa. Tôi thăm. Chị á? Ừ. Đi xem nào. Đâu? Đây còn một cái hang nữa mà. Nó không đánh này. À, em đánh một cái trong rồi. Hang to. Ôi, đúng con rồi. Đúng con đây rồi. Đâu? Hang ở đây đấy. Ui, hang to thế. Ui. Ui, con này có con sống. Ui, trời ơi. Ui. Con này nó con vằn bạc này. Ui, đúng một đôi luôn. Khéo nó con. Không, ấy, nhưng mà hai con này một đôi này. Con này đang đẻ này. Cháu có ổ rồi. Anh bới ổ nó đi, bắt con nó về nuôi. Con này không đào được nó đâu. Có đào lắm. Mà nhưng mà cái bọn này có đấy được đâu mà. Bỏ cho chó. Thôi, bỏ đi. Thì tao cầm về tao cho nấu cho chó. Điên à? Hả? Ăn được ấy. Ăn được. Ba em bảo là chuột chù cũng ăn được mà. Không, đi về. Không ăn được rồi đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Ui, nó cắn nhau rồi nào. Ngon lắm. Thế anh bảo là cho chó ăn. Thì tao kêu cho chó mày đi về đi. Thôi em biết là ăn được rồi. Anh em mình nướng nha. Em xem thôi, em chẳng thích ăn lắm. Cũng chẳng nhỏ, rau đó này em chẳng thích ăn đâu. Ơi rồi không thích ăn tí nữa tôi nướng lên á. Nướng rồi xong lại đớp như cẩu ấy. Cái gì cũng chẳng thấy ngon. Ôi, à đấy, quên, phải mổ ra cái ít dầu nó này. Ở nhà ăn chẳng thấy ngon, lên đấy nhìn con nó chẳng thấy ngon. Ui, chẳng đấy. Mày thì biết tao nướng và xem để nó mổ đã. Mày cứ đợi đấy. Biết là ngon đấy nhưng nhìn chẳng thèm đâu. Chồng ấy làm gì đấy? Nướng như làm cái gì? Thôi. Đó là thôi. Đó là thôi. Lần sau bắt được con gì xấu bẩn bẩn thì đem lên cho ta nhé. Ok. Đặt dạ. Đấy. Còn lắm. Hả? Tất định cho chó những người gọi là chó nó ai nó ăn đặc sản. Nhìn hai cái răng của nó dài vừa rồi. Mày trông nhá. Em ăn nó trông. Thiệt. Ui. Ui cho mọi người xem. À đây mọi người nhìn thấy chưa? Wow. Ui trời trời trời, ngon thế chả biết được. Rồi ôi. Đây, nào, quay một vòng. Ui. Nào, mày ăn cái nào? Ui. Ui. Chín rồi. Chín à. Chín bơi vào đây. Cái tay nó mới ngon. Đây, chết vơi các bạn nhé. Chín. Đấy, thích ăn nhất là cái này này. Và... Hôm nay mình ở Bến Tre à? Đây, cho mày hẳn con này. Con này không cắt được tiếc nó thơm thịt. Còn con sống này, ngon chưa này? Đấy, thử lắm. Thế mà đây, bà em bảo là chuchu gì đặc sản ơi, dài này, ui con này dài, ui. Đây, mời đại ca, mời đệ đệ. Đấy. Hôm nay tao cho nhịn luôn. Đại ca sát giới của mọi người nhé. Ui, ngon thế. Chú trưởng này hay này anh ạ. Chú trưởng này. Hay thì cũng phải chặt. Ui, cái da nó dọn này. Ui. Anh cứ ngầu nghếu của anh này. Hả? Mày không ăn thật đấy. Không. Ngon thế này mà. Dúi với tao thề với mày ăn đặc sản đó. Gọi là con cụ đấy, nó ra như này này. Chắc em không ngửi thấy mùi ngon. Da lợn đâu, gọi cụ nhìn tầm nhà khăn. Em ăn phải ngửi thấy mùi ngon chứ. Chấm này. Chấm vào mùi ớt này. Ấy. Anh làm ngon lắm ấy. Ngon lắm. Có hết được ngon đâu. Chuột đã ngon này, chú ngon hơn. Ấy. Sao không ăn? Chẳng hiểu sao mà mày chẳng muốn ăn cái gì. Không muốn ăn á? Không ăn cái này thì tao không chịu. Mày biết là không ăn cái này, mày biết là ăn gì hợp lý không? Ăn đất. Chú làm một cái mổ ấy là xong. Đó. Dạ còn... em chẳng thích ăn đâu. Ông không thích ăn. Đói lắm mà chẳng ăn chẳng ngon. Này, sao lạ nhỉ? Em không ăn chẳng thấy ngon gì đâu. Mới thấy ngon. Ăn câu chẳng thấy ngon, ăn gà chẳng thấy ngon. Mày đi ăn đất đi. Rào lên ngủ. Thì xui săn đai của anh đâu. Dạ. Ăn gì? Nói đi ăn rúi đấy. Nhưng mà em ăn thấy nhất cái đấy ngon thôi. Đấy uống mà ăn đâu? Ừ. Nhưng sáng nay tôi em uống cái đấy em có những cái đấy ngon. Dưới bàn đấy. Ngay lại nhỉ? Thôi để tập tật. Mày thế.